Bạn Võ Thanh Dũng có gửi câu hỏi như sau. Cho tôi hỏi là bí kỳ nam có tác dụng làm giảm mỡ gan hay không? Tôi đi siêu âm, bác sĩ bảo là bị gan nhiễm mỡ cấp độ 2. Chào bạn, cây bí kỳ nam hay còn gọi là kỳ nam kiến, cây tổ kiến là một vị thuốc được sử dụng từ lâu trong dân gian. Theo kinh nghiệm dân gian được ghi chép lại ở các tài liệu cổ, thì phần phình to của bí kỳ nam được nhân dân sử dụng làm thuốc từ lâu. Phần phình to này được dân thu hái về rồi rửa sạch, thái mỏng, phơi khô và sơ vàng hạ thổ để sắc nước uống hàng ngày. Công dụng chính của bí kỳ nam là dùng trong việc điều trị các bệnh về gan, điều trị bệnh vàng da, vàng mắt. Liều dùng là 20g khô một ngày dưới dạng sắc nước uống. Trường hợp của bạn là bị gan nhiễm mỡ cấp độ 2, bạn uống cây bí kỳ nam thì vẫn có tác dụng tốt cho chức năng gan. Ngoài ra thì để điều trị bệnh hiệu quả hơn, nhà thuốc khuyên bạn là nên sử dụng cây giảo cổ lam. Hiện nay thì cây giảo cổ lam là một loại thảo dược điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, mỡ máu hiệu quả hàng đầu. Để biết thêm thông tin về công dụng cũng như là cách dùng giảo cổ lam thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.